Rồi, câu hỏi tiếp theo đấy là không biết gì về đầu tư thì có tham gia đầu tư tài chính được không? Thì câu trả lời là có, mọi người có thể tham gia đầu tư ở bất kỳ đâu và bất kỳ nơi nào và bất kỳ lúc nào. Thì thực ra thì chúng ta nếu mà chúng ta đã từng đi mua vàng, từng đi mua bất động sản, từng mua đất, mua nhà thì thực ra nó cũng nằm ở trong cái lĩnh vực đấy là đầu tư tài chính. Thì cái câu trả lời đây là nhưng cái câu trả lời là có nhé, nhưng mà chúng ta phải hết sức là cẩn thận nếu mà chúng ta tham gia các loại hình và đầu tư mà thiên hướng nó có rủi ro cao hơn. Thì ví dụ như đầu tư chứng khoán hay là đầu tư vào các thị trường ngoại hối hay là đầu tư tiền ảo thì cái này nó chuyên môn hơn và nó đặc thù hơn ở trong ngành. Thì để mà chúng ta tham gia được đầu tư tài chính cụ thể chuyên môn đấy là chứng khoán, phái sinh, ngoại hối hay là đầu tư crypto thì chúng ta nên nghiên cứu và tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta bắt đầu vào tham gia vào cái công cuộc đầu tư này. Còn bình thường nói về đầu tư nói chung thì chúng ta thực ra là trong cuộc sống hàng ngày cũng như là trong phương diện là chúng ta làm ăn kinh doanh buôn bán là thực ra chúng ta đã nhúng một chân vào cái giới đầu tư rồi đấy. Thế nên là cái câu chuyện ở đây thì chúng ta có thể tham gia bất cứ lúc nào, nhưng mình chỉ khuyên mọi người nếu trước khi mọi người tham gia mọi người nên tìm hiểu kỹ, cũng như là chúng ta sẽ phải nghiên cứu kỹ về một cái lĩnh vực, một cái nghề nó chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ tham gia một cách cẩn trọng và cẩn thận hơn khi bước với cái nghề này. Ok.